Với sự xuất hiện của hai vị chỉ huy bộ binh Gen 9, hơn bao giờ hết bộ binh đang là binh chủng cháy nhất thời điểm hiện tại. Giờ mà anh em chơi bộ chỉ con gà mà bảo con bò thì anh em chơi kỵ cũng không dám cãi. Thế nên là chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock GPI. Hôm nay chúng ta cùng xây dựng lối chơi bộ binh update tháng 8 năm 2024 nha. Tương tự như video xây dựng lối chơi kỵ binh mà mình ra mắt cách đây không lâu, ở video lối chơi bộ binh này, mình sẽ bỏ qua những ưu nhược điểm chủ đề thành phố nền văn minh. Cái này thì quá quen thuộc rồi, còn nếu các bạn là người mới thì các bạn có thể xem lại video này nhé. Ở thời điểm video này ra mắt, luật nhập cư về KVK2 cũng sắp được Lilith áp dụng. Mình đã có riêng một video để phân tích về điều này, anh em có thể xem qua ở video này. Và đây sẽ là chỉ huy huyền thoại đầu tiên mà anh em lựa chọn khi chiến đấu ở hai kỳ KVK đầu tiên. Alexander mạnh điên, mạnh nhất KVK2 là cái chắc rồi và cũng cực kỳ cháy ở những thời điểm sau đó. Tuy nhiên thì do Alex chỉ xuất hiện từ KVK2, cho nên hai cặp đôi chiến đấu ở KVK1 cho anh em đó là Pericles và Athea, và cặp thứ hai đó là Byzantine tôn tử. Ba chỉ huy tím và một chỉ huy cam hoàn toàn miễn phí là cực kỳ hợp lý ở thời điểm này rồi. Cứng cáp có, đi bắp có, sát thương cũng tạm ổn và quan trọng nhất là cực kỳ kinh tế. Athea lúc này chắc cũng 5-5-1-1 thôi, vậy là ổn rồi anh em ạ. Còn nếu anh em có điều kiện hơn chút, xin được ít MGE thì có thể lên Chalet Martell 5111 cũng ổn. Nhưng mà Chalet Martell 5111 với Pericles tối đa thì cũng không khác nhau quá nhiều. Thậm chí là Pericles mình thấy còn mạnh hơn nhờ nhánh hỗ trợ, với ưu thế về khả năng ra kỹ năng chủ động sớm cũng như là khả năng giảm sát thương kỹ năng nhận vào. Lên KVK2 thì có bao nhiêu của cái anh em dồn hết vào Alexander. Lúc này nếu chăm chỉ thì có khả năng anh em có thể tối đa được Alex ở loanh quanh đầu KVK2 rồi. Chăm hit dương, chăm farm game, chọn được một linh minh tốt, các kiểu. Nói chung là bị game chơi nguyên KVK1 rồi mà. Lúc này thì anh em có hai cặp đó là Alexander tôn tử và Pericles Athea, thì hai cặp này cứ gọi là ngon lành. Alex sẽ được hưởng lợi lớn từ khả năng hồi nộ của tôn tử. Xong KVK2 thì anh em cố gắng xin slot bay lại một lần nữa để tích lực. Tích càng nhiều chọc càng tốt, vì KVK3 bây giờ nó khác lắm. Nhiều chỉ huy thuộc dạng kinh khủng khiếp hoảng hốt luôn. Lên KVK3 thì anh em hãy mở khóa bảo tàng Memek, Athea và Alex. Lúc này vốn liếng của anh em đâu thì cứ hãy bung hết cỡ, đắp vào một chỉ huy Trung Quốc có dâu rất mạnh, Quan Vũ á. Không, ý mình ở đây đó là Lưu Triệt. Và Lưu Triệt đang là một chỉ huy open field mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Ông ta có sát thương diện rộng, sát thương cao, hồi nộ nhanh, bí bắp tốt, bộ chỉ số xịn sò và cực kỳ đa dụng. Nói chung là không Lưu Triệt thì cũng không có ai xứng đáng hơn chỉ huy này nữa rồi. Anh em cứ mắc Lưu Triệt trước, còn những chỉ huy khác tính sau. Lúc này thì Lưu Triệt Alex sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Cặp đôi này sở hữu mọi thứ mà một cặp open field cần, và chắc chắn đang là một trong những cặp đôi mạnh nhất ở trên chiến trường chinh phạt. Cặp đôi thứ hai lỏ hơn đó là Pericles Athea hoặc là Athea Memek, tùy vào độ liều của anh em. Nhưng mà thôi, anh em cứ quất một đạo thôi cho chắc. Còn các bot thì không nói, họ giàu làm gì cũng đúng. Tuy nhiên đến King Zone thì anh em cố gắng đánh 2 hoặc 3 đạo nha. Còn nếu anh em vẫn là E2P nhưng mà có tí kinh tế thì còn chần chừ gì nữa mà không tạo ngay một tài khoản khác từ GP Shop, với đầy đủ mọi tướng tá, giá cả thì cứ gọi là phải chăng. Đã thế lại còn uy tín nhất hệ mặt trời. Anh em có thể liên hệ mình theo địa chỉ ở phần đầu kênh nha. Tiếp tục với video thì sau Lưu Triệt, CPO Prime sẽ là sự lựa chọn tiếp theo của chúng ta. Độ đa dụng của chỉ huy này thậm chí còn hơn cả Lưu Triệt, nhưng mà thua Lưu Triệt về khoản sát thương, cho nên là CPO sẽ là sự lựa chọn thứ hai. Độ đa dụng làm nên thương hiệu của CPO nằm ở chỗ đi chính cũng tốt mà đi phụ cũng ngon. Ghép với các chỉ huy có sát thương kỹ năng thì perfect, còn ghép với những chỉ huy có sát thương trừng phạt thì cũng là tuyệt vời. Nói chung chỉ huy này thuộc dạng dễ dãi, nhạc nào cũng nhảy và bài nào cũng ca. Lúc này thì Lưu Triệt Alex và CPO Memek là 10 điểm cho anh em rồi. Hai cặp này mạnh mẽ thì không phải nghĩ luôn. Chỉ huy tiếp theo để giúp anh em nâng cấp sức mạnh là chỉ huy bộ binh mới nhất, đó là William Wallach. Wallach thì với nhánh tài năng trừng phạt cùng với bộ 5 kỹ năng đánh đồng thì đã xuất hiện trên video của kênh mình. Mạnh mẽ, chandy là hai từ để miêu tả chỉ huy này. Wallach, Lưu Triệt và CPO Memek hoặc là CPO Alex đều ổn áp cả. Memek mà với mốc kỹ năng 5-5-1-5 thì ông ta sẽ mang lại một lượng sát thương cao nhờ sát thương diện rộng và bảo tàng level 3 sắp tới bá cháy của mình. Wallach, Lưu Triệt thì có thể nói đang là cặp đôi mạnh mẽ top đầu server hiện tại và cực kỳ ăn ý với nhau. Wallach cần gì thì Lưu Triệt có, Lưu Triệt cần gì thì Wallach cũng đáp ứng cả. Nói chung là hai chủ huy này vừa khít với nhau. Chi tiết hơn thì anh em có thể xem lại video này nhé. Tiếp theo, Quan Vũ sẽ là sự lựa chọn thứ 5 của bộ binh. Mặc dù là chỉ huy thế hệ thứ 3 nhưng mà Vũ ca dâu dài vẫn được update thêm 5% tấn công và 10% phòng thủ. Quả bảo tàng này phải nói là cực kỳ chất lượng khi cả hai đều phù hợp với chất tướng của chúa tể bộ dâu dài. Quan Vũ, CPO và Wallach, Lưu Triệt sẽ là sự lựa chọn mạnh mẽ nhất cho hai đạo quân của bạn. Nếu muốn tăng thêm số lượng đạo quân, các bạn có thể cho Alex đi phụ cho Quan Vũ, Memek đi phụ cho CPO. Lúc này chúng ta sẽ có 3 đạo quân mạnh mẽ, đó là Quan Vũ Alex, Wallach Lưu Triệt và CPO Memek.
Ba đạo bộ binh này với mình là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại dành cho các dân chơi tiêu dùng tầm thấp rồi. Quá chăng thì bạn có thể nâng thêm Taric để đi phụ cho Sivir và Rim thay cho Mèm Mẹt để tăng khả năng làm bốc hơi kẻ thù khi mà chúng bị quân ta hội đồng. Vẫn là câu nói cũ, anh em nên chuyển hướng sang một loại quân khác để có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ liên minh, công nghệ pha lê, trang sức, trang bị, vũ trang vân vân. Còn nếu anh em vẫn thích bộ, vẫn yêu bộ và cực kỳ cháy cối với tham vọng chùm bộ binh thì hai cái tên tiếp theo của bộ binh mà mình nghĩ đến sẽ là Sargon và Scipio Emilianus. Đây là hai chỉ huy mà mình nghĩ sẽ thiên về mảng đi bắp là chính. Sargon với hiệu ứng đại đế tăng sát thương kỹ năng nhận vào và Emilianus tăng mọi sát thương. Sargon thì chúng ta có thể cho đi phụ cho Quan Vũ, tạo nên một bộ đôi đi bắp bẩn bựa nhất trên chiến trường. Ông thì gây câm lặng, ông thì làm tăng sát thương nhận vào. Còn với Scipio Emilianus, bộ kỹ năng của chúng ta mặc dù mất đi rất nhiều chỉ số cho việc công thành, nhưng với tài năng trừng phạt, chuyên môn tăng nộ thì mình nghĩ đây vẫn sẽ là một sự bổ sung cực mạnh cho dàn bộ binh. Có thể bạn không để ý, yếu điểm của bộ binh đâu đó vẫn sẽ là khả năng hồi nộ chậm. Không có một chỉ huy nào có khả năng hồi nộ hay ra kỹ năng sớm cả. Quan Vũ, Sivir và Rim, Lưu Triệt đều ở mức cơ bản, chứ không như ở Hoắc Khứ Bệnh, Doan P hay là Gia Cát Lượng của những dòng chỉ huy khác. Cho nên là chuyên môn của Scipio Emilianus là bổ sung hoàn hảo cho nhánh trừng phạt hồi nộ chậm rồi. À mà trước khi đến với live up 5 đạo thì anh em kéo xuống dưới để lại cho chúng mình một like và đăng ký kênh nha. Nó là miễn phí với anh em thôi nhưng mà cực kỳ giá trị với chúng mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lúc này thì live up của anh em sẽ là Quan Vũ Sargon, Lưu Triệt Alex, Scipio Mèm Mẹt, Scipio Emilianus và Warlock. Riêng cặp cuối cùng tuy đâu đó có thiệt thòi vì không có sát thương rộng, từ đó cũng kém đi khả năng đi bắp giảm nộ từ nhánh tài năng trừng phạt. Nhưng mà đây là một bộ đôi lên nộ tương đối ổn, có hệ số sát thương lớn nên là cũng sẽ tận dụng được phần nào bắp từ chiêu thứ 3 của Warlock. Và quan trọng là lên nộ cũng sẽ không bị quá chậm nhờ chuyên môn của Scipio Emilianus. Ngoài ra thì cặp đôi này còn có hệ số sát thương rất cao, đi bắp khiến mục tiêu bị sầu âm ăn thêm nhiều sát thương nữa. Nói chung là cặp này và cặp Lucian Alex sẽ là cặp chủ đạo sát thương, thuộc tiếp là cho kẻ thù méo mặt càng nhanh càng tốt. Tiếp nữa, để tách ra 5 đạo quân thì Pyhurt và Taric sẽ là hai tên mà mình ưu tiên lắp ghép vào đội hình này. Pyhurt thì chúng ta sẽ cho đi phụ cho Quan Vũ, Taric thì đi phụ cho Scipio như ở trên mình đã nói, và Mèm Mẹt thì đi phụ cho Sargon. Pyhurt là một cái tên mới, tuy nhiên với bảo tàng level 3 sắp tới kết hợp với khả năng là 10% sát suất tạo khiên thì sẽ cực kỳ phù hợp với Quan Vũ. À thì cũng phù hợp vừa phải khi mà chỉ huy này tăng khá nhiều sát thương đánh thường, nhưng mà không sao. Quanh đi quẩn lại trong đám bộ binh thì Pyhurt có lẽ là cái tên phù hợp nhất rồi. Mèm Mẹt với sát thương diện rộng 5 mục tiêu và rất nhiều sát thương kỹ năng bổ sung sẽ làm cho Sargon hoạt động hiệu quả hơn trong việc giao rắc hiệu ứng đại đế trên chiến trường. Một sự lựa chọn khác thêm về debuff hơn cho Sargon đó là Hera. Hera có sát thương diện rộng 5 mục tiêu vòng tròn kết hợp với khiên sẽ làm cho Sargon cứng cáp và giải được nhiều hiệu ứng trên chiến trường hơn. Cái này còn tùy thuộc vào lựa chọn của anh em. Mèm Mẹt thì tiết kiệm hơn và thiên về sát thương. Hera thì tạ tốn hơn và lại thiên hẳn về debuff. Mình thì vừa nghèo vừa thích sát thương nên là một vote cho cặp Sargon Mèm Mẹt anh em nha. Và đó sẽ là 5 cặp đôi bộ binh mà theo mình đánh giá là đánh đồng ổn nhất ở thời điểm hiện tại. Mặt bằng chung, dù sở hữu 2 cặp chỉ huy bộ binh cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại đó là Quan Vũ Scipio, Warlock Lưu Triệt, hoặc cùng lắm là 3 cặp khi tách riêng Vũ và Scipio ra. Tuy nhiên mình vẫn đánh giá độ đa dụng trong ghép cặp của bộ binh vẫn tỏ ra thua thiệt so với 2 nhóm quân khác, đặc biệt là kỵ binh. Nguyên nhân nằm ở khả năng tái tạo kỹ năng và hồi nộ của những chỉ huy đi chính không quá nhiều. Do đó với bộ binh, mình khuyên anh em nên đầu tư nhiều vào trang sức đó là Sừng Thịnh Nộ hay là chống trận Karuak. Ngoài ra thì để đảm bảo sức mạnh cho các cặp đôi tương đồng, mình sẽ chỉ đề xuất 5 cặp đôi kể trên. Với 5 cặp chỉ huy đó, sát thương chủ lực sẽ là Lưu Triệt Alex, Scipio Taric và cả Scipio Emilianus và Warlock nữa. 2 cặp còn lại là Quan Vũ Pyhurt và Sargon Mèm Mẹt sẽ có phần nào đó lùi lại phía sau và đảm nhiệm thêm mảng hỗ trợ là chính. Một điểm lưu ý khi anh em sắp xếp đội hình đó là cho Sargon và Mèm Mẹt ở khe số 1. Cặp đôi này nặng đít nên là chạy hơi chậm anh em ạ. Tiếp theo đó là Quan Vũ Pyhurt, Scipio Taric, Scipio Emilianus, Warlock và cuối cùng đó là Lucian Alex, vì cặp Lucian Alex này chạy khá nhanh. Rally hiện tại thì anh em có thể dùng con Scipio mới này và Warlock hoặc là Scipio với Lucian. Hai cặp đôi này đang làm chùm meta rally ở thời điểm hiện tại, tin mình đi anh em ạ. Đồn trú thì làm gì có ai khác ngoài Gogo. Gogo thì chúng ta có thể cho đi kèm với Lucian sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất với lineup này. Thủ ở sit thấp với cặp này cũng tương đối ổn áp anh em ạ. Còn nếu anh em có điều kiện hơn thì lên hẳn Hera cho nó máu. Ba cặp chơi Olympia tốt nhất ở đội hình này có lẽ là Quan Vũ Alex, Warlock Lưu Triệt và Scipio Taric. Tốc độ và sát thương của những cặp đôi này cũng tương đối ổn áp. Và đó là cách mà mình xây dựng lối chơi bộ binh ở thời điểm hiện tại. Bạn thấy sao về lối chơi này? Liệu hiện tại có dân chơi nào chơi thuần bộ binh như này không nhỉ? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần comment nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ chúng mình ra nhiều content chất lượng hơn nữa. Còn bây giờ, mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.